Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 22 tháng 5 trên kênh VTV Tiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng bởi gió đông nam hoạt động với cường độ mạnh kết hợp với không khí lạnh yếu tăng cường, các khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Miền Trung sẽ xảy ra mưa to đến rất to. Mưa to sẽ xảy ra kéo dài đến ngày thứ ba của tuần tới. Tuy nhiên, mưa nhỏ vẫn sẽ duy trì nhiều ngày sau đó. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực Nam Trung Bộ, do chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, trạng thái mưa dông về chiều, buổi sáng có khoảng nắng đang xen sẽ duy trì trong nhiều ngày tới. Thưa quý vị và các bạn, rãnh áp thấp đang có xu hướng hoạt động mạnh hơn trong đêm nay và ngày mai. Ở miền Bắc sẽ gây ra mưa dông diện rộng trên toàn Bắc Bộ, trong đó ở các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang hay là Tuyên Quang sẽ là những nơi có mưa to với lượng mưa từ 50-70mm. Các tỉnh thành phố còn lại ở khu vực vùng núi và Trung Du lượng mưa từ 30-50mm. Dự báo đợt mưa diện rộng này ở miền Bắc sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Vì thế, trong những ngày tới, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ xảy ra một đợt lũ nguy cơ cao, xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ sẽ giảm xuống mức từ 27-29 độ. Với các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng giảm còn 28-30 độ. Rãnh áp thấp cũng được dự báo sẽ gây mưa ở miền Trung từ đêm nay trở đi đến ngày 23 tháng 5. Khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi cao hơn trên 200mm. Vì thế khu vực này cũng có nguy cơ cao xảy ra tình trạng lũ quét và sạt lở đất. Nền nhiệt ngày mai ở khu vực Bắc Trung Bộ chỉ dao động trong khoảng từ 29-31 độ. Trong khi đó, ở tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận nằm ngoài vùng tác động của rãnh áp thấp nên trời ít mưa, có nắng và nhiệt độ từ 31-33 độ. Lùi xuống phía Nam, trong đêm nay và chiều tối mai, ở khu vực Tây Nguyên sẽ có nhiều điểm mưa vừa, mưa to và dao mạnh. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ đêm nay có mưa rải rác, chiều và tối mai mưa nhiều. Trong ngày mai, cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời có nắng gián đoạn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên sẽ duy trì trong khoảng từ 28-30 độ, còn ở Nam Bộ với mức nhiệt từ 32-33 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Biển Đông, khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ở các vùng biển phía Nam, khu vực của Nam Biển Đông, cũng như khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đều có mưa rào và dông ở mức rải rác, tầm nhìn xa thấp từ 4-10 km, kèm theo đó là dông gió giật mạnh. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khoảng từ ngày 29 tháng 5, trên khu vực giữa Biển Đông sẽ xuất hiện thêm một vùng áp thấp mới từ Philippines chuyển sang. Áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và hướng vào đất liền nước ta. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.